xin lỗi cô Cúc, con tới trễ chút. Ôi ơi, cái gì đó mà từ từ. Con ơi, mệt lắm không? Đừng có nói nữa, ngồi thở đi, ngồi đây. Dạ. Kéo ghế ngồi đây. Không, con có tới trễ á. Bên không sao trời ơi, kéo ra đàng hoàng. Ngồi xuống đây. Ôi, chạy đâu mà hớt hơ, Khải cô đâu có la con đâu. Thì đâu có phải ai cũng đi sớm đúng giờ đâu. Thở mệt trời ơi, con mồ hôi mồ kê đợi cô. Kỳ vậy ta. Ôi, thấy thương ghê không? Nè, lau mồ hôi đi con. Đâu có ai mà được tròn vẹn đâu, cũng phải có bữa sớm bữa trễ, hiểu chưa? Đây cô lau giùm cho. Dạ thôi, con tự lau được mà. Trời ơi, cái gì mà ngại. Cô lớn rồi chứ phải cô cỡ trang lứa con mắc cỡ con ngại. Coi như là mẹ lo lắng cho con trai vậy thôi. Chứ đâu mà sợ, ngồi ngay lại coi. Thôi, con tự lau được rồi thì. Thôi, để cô lau cho con mà. Kéo đây. Thôi, con tự lau cho. Thôi, đây, con tự lau cho mà. Được rồi, thôi khỏi. Thôi mà con. Trời ơi, cô Cúc. Bữa có lỗ chút xíu, giờ cô xé cái bự dữ vậy. Ôi trời ơi, lỡ rách cái áo rồi, đưa cô coi coi. Không sao. Trời ơi, thôi đừng ngại. Cởi áo ra đi, rồi cô nhiếp giùm cho. Không, cô cực ngại lắm đây, sao được, trời khỏi nhiếp được cô. Trời ơi, con là đàn ông chứ phải phụ nữ đâu mà sợ cởi áo. Ở trần trước mặt cô, thì cô coi như là con trai vậy, coi có gì đâu con. Cởi ra được cô nhiếp chứ, mặc áo rách ngoài đường ta cười, ta đánh giá gia đình mình. Không có sao, cởi ra lẹ lên. Nói phải nghe lời, cởi áo ra. Đi con, cởi ra. Trời ơi, cứ mặc nó kìa. Cô, xong chưa cô? Thì cô đang may nè. Con làm gì con như ăn trộm vậy, núp núp lén lén vậy thấy ghê. Ra đây ngồi đàng hoàng đi con. Không được đâu, giờ bước ra cái khách vô cái chết luôn á. Trời ơi, giờ này trưa rồi, không có ai vô đâu. Ra đây ngồi đi thoải mái. Con núp núp lén lén vậy người ta mới để ý tới con đó. Cái gì đâu, có ai đâu mà trời. Không phải, lộn người qua đường. Trời ơi đó, cái thái độ mà vậy đó người ta mới để ý đó. Cứ đứng thẳng đây có sao, không có dài ngồi đây nè. Không được, ngồi thấy rõ không? Cô đưa đứng cái con gì chạy kịp chứ. Cô. Cô. Trời, nó mặc cái áo tôi cũng vừa ghê. Cô mai lẹ một con của cô thiệt á. Nè, cô đang mai nè. Con thấy cái hình ảnh cô mai gì rồi con đứng kế bên vậy nè. Con thấy có gì lạ không con? Dạ không, cái hình ảnh này con thấy quán mình bàn ghế rồi cũng vẫn có bao nhiêu cái, không có thêm cái nào hết mà. Cô giúp con mai lẹ lẹ đi, không bây giờ con cỡ trần được con. Cô mặc vậy kỳ quá thiệt luôn á. Trời ơi, chẳng thà con mặc chứ ai mà lịch sự mà mặc áo chứ ai mà cỡ trần kỳ hơn nữa. Đây là quán, ngồi đây đi, kéo ghế ngồi trước bàn tôi nè. Không có được mà, ngồi xuống người ta vô con chạy cũng có kịp mà. Nè, nhưng mà con thấy nè, đó, cái khung cảnh nè con Mai ha. Rồi con có thấy gì lạ không? Cô nói nãy giờ con không thấy cái gì lạ, là có ý gì vậy? Cô nói luôn đi cô Cúc. Cái cảnh mà người lớn tuổi ngồi giá áo cho một cái người nhỏ tuổi. Cô thấy cái vẻ như là không khí một gia đình nhá. Chúng ta là người một nhà đó. Ôi cô thấy cô ấm áp ghê vậy đó con. Ủa thì con thấy là người nhà thiệt mà cô. Ủa con thấy vậy luôn hả? Dạ thì chị hai của con là con dâu của cô mà. Con nói cũng đúng. Xin thông báo với mọi người, Back Quay Area. Thôi nha, chị hai nha. Quay qua đây coi. Thôi không có chơi mấy cái trò này nha. Back Quay trong khu vực của bạn đây. Thôi nha. Nè. Cảo à. Quay cái mặt nè. Đừng có ghẹo chọc em. Ê, đến bây giờ hả, chị mới phát hiện thì ra đây mới đúng là cái giới tính thật sự của em đã tìm lại được chính mình. Hồi nào? Đó. Ủa, chị trời, cái áo nè. Hồi nè, bây giờ cái áo là phải cạo râu nha. Thôi cạo thôi, bị dài nha, mặc áo này để râu hơi kỳ nha. Nè, cạo râu chi? Đừng có ghẹo em nữa. Nói nghe nè, nó mặc cái áo này nè, cái mẹ làm lỡ rách cái áo của nó. Mà cái áo nó rách sẵn rồi. Cho nên mẹ biểu nó cởi ra rồi mẹ lấy cái áo của mẹ đó, mẹ đưa nó mặc rồi mẹ giá cái áo cho nó. Đừng có ghẹo em tội nghiệp đó mà. Mẹ. Thôi, mẹ không có cần phải giá đâu. Cái này á mới đúng với lại cái nguyên bản của con người nó, mẹ cứ để đi. Nguyên bản gì? Cái này có gì cái chụp trong ra ngoài vậy? Ôi, đừng ghẹo em. Ê. Ngồi đi con, làm liền. Đi livestream mà. Trời ơi, đi ra.
đừng ghẻo nữa, ngồi đây, cái gì mà con nhỏ. Trời, con nhỏ này nó rắn mắt ghê luôn vậy đó. Mẹ, dạ con ngồi chơi được rồi, mẹ lấy nước cho con chị mất. Em ngồi chơi nói chuyện. Công nhận nước mẹ cút lấy hả mát với lại ngon hơn hẳn. Vậy hả con? Mẹ đó thì mẹ có chuyện mà muốn nói với con mà không biết là có nên nói hay là không. Trời ơi mẹ, con với mẹ có chuyện gì đâu mà mẹ phải rạo trước đón sau vậy. Mẹ cứ nói đi, con sẵn sàng ngồi đây nghe mẹ tâm sự mà. Vậy hả? Dạ. Thật ra thì mẹ đã biết chuyện của ba con. Chuyện mẹ, của ba con? Mẹ biết hết rồi. Ý mẹ là chuyện gì? Thì là cái chuyện mà ba của con á quen với một người phụ nữ nào đó. Và ổng thương người đó thiệt tình. Nhưng mà nghe nói là thằng Khoa nó không có chịu. Trời ơi, rồi ba con tâm sự với mẹ đó. Thấy ổng tội nghiệp quá à. Dạ đúng rồi mẹ. Con cũng thấy rất là thương ba con á. Mà khổ một nỗi á, cái thằng Khoa nhà con á, nó còn con nít quá à, nó chưa có trưởng thành gì hết á. Nó còn ích kỷ với cố chấp lắm, nó không có chấp nhận cái chuyện này. Chắc là phải để con nghĩ cách nào con nói chuyện, con khuyên răng em nó cho nó thay đổi cái tư tưởng của nó. Không hiểu làm sao thanh niên thời buổi này mà còn cái tư tưởng cổ hủ như vậy được. Con nói thì mẹ thấy cũng đúng á. Biết sao không? Ba con từ hồi mẹ con mất thì theo mẹ nghĩ đó nghe là ba con rất là chung tình. Ở vậy nuôi tụi con tới bây giờ đúng không? Dạ. Rồi bây giờ gặp được giống như là tiếng sét ái tình gì đó. Thì mình phải mừng cho ổng chứ đúng không? Dạ con cũng thấy vậy nữa đó mẹ. Con lúc nào cũng vậy hả? Luôn luôn tôn trọng và ủng hộ hết mình với cái chuyện tình cảm của ba hết. Mà với cả mẹ Cúc con cũng như vậy luôn nè. Con cũng rất là ủng hộ mấy cái chuyện tình cảm của mẹ. Không những mẹ đâu mà là tất cả các mẹ ở trong nhà luôn á. Mẹ biết không, chỉ cần á mẹ có một đứng mày râu nào đó ở bên cạnh chăm sóc yêu thương mẹ, hay là có người để mẹ hủ hỉ á, con cũng cảm thấy rất là vui. Và con luôn luôn ủng hộ hết mình á. Con nói thiệt lòng vậy đó hả? Con nói thiệt mà. Ừ, mẹ nghe con nói thì mẹ cũng vui lắm. Nhưng mà thực sự bây giờ thì mẹ chưa có ai hết. Vậy mà còn vậy nữa em khỏi nhìn mặt chị luôn á. Cái gì? Cái gì hầm hầm mà tụi nhỏ lớn sao nghe câu này hoài vậy? Thì cũng có bao giờ mà mày khỏi nhìn mặt tao đi cho tao đỡ phải mệt nè. Cứ nhìn nè đó, cũng nhìn nè, nhìn nè. Có bao giờ mà không nhìn đâu. Nhìn là tại vì đang giận, mình cần phải có những vấn đề trao đổi với nhau. Ngay bây giờ em đề nghị chị xóa hết tất cả những hình ảnh của em. Chị mà sao chị chơi cái gì ác quá vậy? Nè, là chị nó mới chơi vậy chứ tụi không phải chị ruột chơi gì ở ngoài đường ta đục vô mặt chị rồi. Đúng rồi, thôi không xóa làm gì được nhau. Thôi cho mẹ can hai đứa. Trời ơi sao giống con nít quá à. Nè con. Xóa hình em đi. Trời ơi, cái này lỗi của mẹ. Tại vì mẹ làm rách áo của nó cho nên mẹ mới lấy áo của mẹ đưa cho nó mặc. Rồi con chụp rồi con thảy lên mạng tội nghiệp nó. Mẹ, con chụp thôi chứ không nói thảy lên mạng đâu. Con giữ ở đây hả để mà làm tin. Để sau này lỡ mà hả nó có không có nghe lời con có cái còn uy hiếp được chứ. Trời, không đăng lên mạng. Giữ làm gì hả? Giữ làm gì ghiền lắm hả? Mẹ coi ông mặt già chát mà tính đâu có. Cái tính nó không có khớp với cái mặt nè. Trời ơi, mà cái tính tình nó không có khớp với nhau. Ủa rồi đi thì sao vậy hả? Thì làm sao cái đó cơ thể nó tự mọc chứ em có muốn gì không? Thôi. Khi nào em mới trưởng thành lên cho chị mong. Nhưng vậy em không trưởng thành cái gì? Thôi hai chị em. Thôi hai chị em đừng có. Nè thôi con lỗi. Cũng nói đi cô Cúc. Đúng rồi. Bây giờ lỗi của mẹ. Thôi bây giờ em ơn xóa hình cho mẹ. Bây giờ mà sinh con đó. Con mặt. Trưởng thành lên nghe chưa? Khi nào em trưởng thành lên là chị xóa hình của em. Đừng có ghẹo chọc em con nữa. Tự nhiên biểu nó trưởng thành à. Đâu phải muốn trưởng thành là trưởng thành đâu. Trưởng thành nó phải một sớm một chiều mà trưởng thành được. Cái quá trình mà trưởng thành á, mình phải trải qua là mình đau khổ nè, rồi mình khó khăn lắm. Không phải riêng trong người con mà cả cha lẫn mẹ nữa. Cha mẹ nào cũng muốn con cái mình trưởng thành hết trơn á. Cho nên cái sự hy sinh của cha mẹ là điều đương nhiên. Vì lý do đó cho nên con cái nghĩ là cái sự ích kỷ của mình cũng là lẽ thường tình thôi. Đến khi nào đứa con nó hiểu được sự hy sinh của cha mẹ thì lúc đó nó mới thực sự trưởng thành đó con ạ. Hiếu và hy sinh cho ba mẹ.
sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.